Chào cô chú và anh chị, hôm nay Tâm lại giới thiệu cho cô chú và anh chị một căn nhà ở đại lộ Võ Văn Kiệt. Nam Phương nha cô chú anh chị nha. Wow, một cái đại lộ, mình nhà đang ở trên đại lộ thì là quá tuyệt vời luôn ha. Thì căn nhà này nằm trên trục đường Đinh Đức Thiện, từ chợ Bình Chánh vào bên trong nhà chỉ có 2 km thôi, và nằm trong khu đô thị mới năm sau Eco City. Và điều đặc biệt của căn nhà này là nằm trên đại lộ, một cái đại lộ rất là lớn luôn. Bốn cái tuyến đường đó, và mỗi một đường như vậy là 10m, thì 4 tuyến đường là 40m, và có công viên cây xanh đầy đủ luôn đó. Và gần đối diện với lại vườn sinh thái, khu vui chơi trẻ em. Thì căn nhà này Tâm giới thiệu cho gia đình mình á, là tất cả nội thất là full từ A tới Z, từ Ớ đến Á luôn. Tất cả luôn trong nhà trừ Tâm ra thôi. Thì căn nhà này á, là được 4 cung đường rất là rộng rãi thoáng mát nè. Đó, nhà và hướng Tây, thì diện tích của căn nhà này cực kỳ là tuyệt vời luôn. Đó, diện tích cực kỳ tuyệt vời là 4 dài 22. Đó, thì cô chú anh chị nhìn tổng quan qua một cái đại lộ Nam Phương, một cái đại lộ Nam Phương nha. Đó, và xe hơ xe tải đi rất là thoải mái luôn, xe công nhông luôn. Và ở đây cô chú anh chị mình thấy như là một cái đường băng, đường băng xe máy bay vậy, nên rất là tuyệt vời luôn. Thì căn nhà này á, là nằm trên trục đường đại lộ Nam Phương. Đó, thì cô chú anh chị thấy cực kỳ là có giá luôn nha. Đó, ở đây thì xây được căn nào thì bán căn đó, nên cô chú anh chị thấy là nó hot, độ hot đến cực nào đâu. Xung quanh thì có chợ, trường học, bệnh viện, trạm y tế, thế động, điện máy xanh, bách hóa xanh. Và điều đặc biệt nữa, ở trong cung đường này cô chú anh chị mình có được là nơi để mình có thể kinh doanh mua bán, và có một cái lối đường nội bộ cho gia đình mình. Quá là tuyệt vời luôn. Và giá của căn nhà này chỉ hơn 4 tỷ xíu thôi. Cô chú anh chị mình xem hết video. Và căn nhà này với công năng sử dụng là một kết cấu xây dựng là 1 dập 3 lầu, công năng sử dụng là 4 phòng ngủ, 5 nhà vệ sinh, 1 phòng khách, 1 phòng bếp, sân sau rất là rộng rãi thoáng mát. Và ở trên lầu, trên tầng trên là có một cái phòng thờ và 2 sân thượng. Quá tuyệt vời. Và diện tích là ngang 4 dài 22, hướng Tây, thuộc về Tây Tứ Trạch cho gia đình mình. Đó, thì căn nhà này cô chú anh chị mình nếu không đủ điều kiện mình có thể vay 2 tỷ đến 3 tỷ là quá tuyệt vời luôn. Đó, quá tuyệt vời luôn. Ok nha cô chú anh chị nha. Vỉa hè nhà mình đây là 6m, mình có thể đậu ô tô vào tới tận sân vỉa hè của mình, nên là rất là tuyệt vời luôn. Và ở đây thì cô chú anh chị thấy đang xây dựng phần thô thôi đã là bán rồi nha cô chú anh chị nha. Đó, thì Tâm còn căn này đang set up. Và bữa giờ thì cũng có rất là nhiều cô chú anh chị về để trả cái giá này, nhưng mà chưa được theo mong muốn. Nhưng mà vào dịp cuối năm rồi, nếu gia đình mình có muốn mua những mẫu nhà bên Tâm thì cứ alo, tất cả giá cả bên Tâm hỗ trợ hết từ A tới Z cho gia đình mình luôn. Thủ tục pháp lý giấy tờ hoàn thiện 100%, thổ cư 100% luôn. Và cô chú anh chị không cần phải đóng bất kỳ khoản phí nào hết, chỉ cần tốn con gà thôi, bên Tâm tốn phần viên nha. Đó, thì căn nhà này ở hướng Tây nè, nên rất là tuyệt vời. Và gia đình mình có thể là làm thêm một cái mái che ra bên ngoài, bên Tâm cũng có đội ngũ làm cho gia đình mình hết. Đó, đội ngũ thiết kế, đội ngũ thi công. Căn nhà này ép cọc bê tông nha, ép cọc bê tông có hình ảnh đầy đủ luôn, là 14m. Và cô chú anh chị mình ở đây là rất là tuyệt vời luôn. Đó, căn này biệt lập nên là rất là tuyệt vời nè. Căn này đó là tất cả là bê tông cốt thép 100% luôn. Đó cô chú anh chị nha, có bản vẽ thiết kế xây dựng, thi công, nghiệm thu công trình, đó đầy đủ cho gia đình mình. Đó, nên là Tâm là rất là uy tín để cho gia đình mình có đầy đủ cái thông tin. Đây, ở ngoài đây thì có vỉa hè, và kế bên đây là nguyên một khoảng công viên luôn, nên căn nhà mình là quá là ok luôn cho gia đình mình nha. Đây là khoảng công viên, thì nhà mình kế bên công viên nên giá cực kỳ là tốt, và chỉ có hơn 4 tỷ thôi. Cô chú anh chị mình xem hết video Tâm sẽ báo giá. Đây, thì mời cả gia đình mình vào bên trong. Ở trước nhà thì Tâm đã chuẩn bị một dãy hàng dừa kiển rất là dễ thương cho gia đình mình. Và cái vỉa hè của mình Tâm cũng ốp gạch, đó, ốp gạch chống trơn trượt và rất là sang. Khi mà mình có chiếc xe ô tô mình chạy thẳng vào bên trong vỉa hè của mình. Ở đây thì có bảo vệ 24/24 luôn. Và có trong nội khu thì có tất cả tiện ích như là vườn sinh thái, khu vui chơi trẻ em, có 2 cái sân tennis nè, 1 sân bóng đá, 1 sân golf, 1 sân bóng chuyền, đầy đủ luôn.
để tập thể dục, chơi thể thao cho những cô chú lớn tuổi, hoặc là những bé nhỏ thì có một cái đường nội bộ ở đây để mình có thể là đi chơi, rồi mình có thể đá banh, đầy đủ hết cho gia đình mình, không thiếu thứ gì đó, chỉ thiếu gia chủ về thôi. Và ở đây thì Tâm có xây dựng đến là 12 căn, thì cô chú anh chị nào mà nhanh tay sở hữu những căn nhà bên Tâm xây dựng thì Tâm để mức giá cực tốt luôn. Rồi tiếp đến là lớp cửa bên ngoài là cửa cuốn của Đức. Mấy cô chú anh chị nha, rất là êm ái cho gia đình mình, nhẹ nhàng êm ái thì là quá tuyệt vời luôn. Rồi tiếp đến là hệ cống thống cửa nhôm sinh pha kiến cường lực, đây là loại nhất nha cô chú anh chị, rất là dày luôn, dày cực dày luôn cho gia đình mình, để cho gia đình mình có được sự yên tâm và độ an toàn đó, rất là cao. Rồi ở bên đây á, thì có hệ rèm cửa đầy đủ hết cho gia đình mình. Và khu vực đây á, thì Tâm đã chuẩn bị cho mình một bộ sofa ghế da vừa đẹp vừa sang vừa hợp với lợi tông màu của căn nhà này đó. Ở ngoài thì có một cái chậu chậu bà hoàng đế cho gia đình mình, lá rất là xanh tươi đó, để cho thêm phần sinh khí cho căn nhà mình, vừa thêm lộc thêm tài, quá tuyệt vời luôn. Rồi ở đây thì khu vực đây cô chú anh chị thấy rất là đẹp luôn, với hệ thống bên Tâm đã làm hết cho gia đình mình là khung trời nè, những cái đèn cắt giác, rồi những cái kiến cắt giác cho gia đình mình rất là đẹp luôn. Và ở đây là có ổ cắm tivi đầy đủ hết. Thì trong khu vực này có bảo vệ camera và có hệ thống tưới tiêu cây xanh hết 100%. Nhưng bên Tâm đó, nhưng là trong những dãy nhà bên Tâm bán thì không cần phải tốn bất kỳ cái khoản phí nào cô chú, chỉ cần tốn điện, nước, rác và wifi, đó là những chi phí thiết yếu đó nha cô chú anh chị. Rồi bên trên là trần đây cực cao luôn, đấy, cực cao cho gia đình mình luôn. Thì ở đây cô chú anh chị mình đó, có được một cái đèn, hệ thống đèn led nè, rồi đèn chùm cho gia đình mình rất là sang, để cô chú anh chị mình thoải mái căn nhà của mình. Rồi vào bên trong đây là không gian của phòng nhỏ thôi, cũng là một cái phòng chờ để mình có thể là ăn uống ở đây, có một cái bộ bàn ăn ở đây và phòng bếp riêng biệt nha, nên là quốc rất là rộng luôn. Rồi ở đây thì có hệ thống cực đẹp cho gia đình mình đó, cô chú anh chị thấy không, cực đẹp luôn. Và có một cái đồng hồ bằng đồng để cho gia đình mình. Ở bên ngoài thì có những cái đèn trang trí cô chú anh chị, đèn trần, đèn led rất là đẹp luôn. Về buổi tối thì con ở trong khu vực đây á, con đường á, được mở đèn rất là sáng luôn, và nhà mình mở đèn nữa thì như là một biệt thự lung linh huyền ảo luôn nha cô chú anh chị. Rồi vào bên đây là không gian của bếp, thì có hệ thống tủ bếp trên và tủ bếp dưới, tất cả bằng gỗ an cường nha cô chú anh chị nha, rất là đẹp luôn. Mặt bếp bằng kiến cường lực nè, đó đây để kiến đây có đầy đủ luôn. Và mặt bếp ở đây bằng đá hoa cương với bồn inox cực lớn luôn, cực lớn cực to đó. Và nước ở đây thì nóng lạnh đầy đủ hết, rất là nóng luôn và rất là mạnh cho gia đình mình. Rồi khu vực đây để mình để tủ lạnh nha, đầy đủ hết, có một cái kiến ngăn đó, thì có đèn trang trí và bộ đèn chùm ở trên rất là đẹp, đèn trần đó, và hệ thống đèn led cho gia đình mình. Rồi coi khu vực đây thì cô chú anh chị mình có được là một cái nhà vệ sinh tích hợp với phòng tắm để phục vụ cho tầng trệt cho gia đình mình, khá là ok và hợp lý luôn cô chú anh chị nha, rất là hợp lý cho gia đình mình. Rồi đây là phần sân sau giếng trời nhà mình, đây phần sân sau này mình có thể trồng cây, quá là ok luôn đó, trồng cây thì quá tuyệt vời cho gia đình mình. Và căn nhà mình với hai mặt tiền đều có ban công luôn đó, hai mặt tiền nha, rất là tuyệt vời luôn cho gia đình mình. Đấy, góc hai mặt tiền, một mặt tiền là công viên và một mặt tiền là chính. Thì phần sân này á, là cô chú anh chị mình có thể là trồng rau sạch cho gia đình mình để thêm phần, rất là tuyệt vời đó cô chú anh chị, rất là thoải mái và được ốp gạch lên tới là 1m7 đầy đủ hết, rất là đẹp luôn. Và cô chú anh chị mình về ở một cái khu vực 5 sao ổn định thì quá là ok. Rồi mời cả gia đình mình cùng lên trên lầu 1 của căn nhà. Thì căn nhà này á, với hệ thống cầu thang thì thiết kế rất là hiện đại, rất là dễ thương đó. Và dưới cầu thang thì cũng có một cái lam ở bậc tam cấp để cô chú anh chị mình cũng có thể trang trí đồ, những cái bình rượu nè, những bình hoa thì quá là ok luôn đó. Với bậc cầu thang bằng đá hoa cương kim sa với hai tông màu, màu trắng và màu đen đó. Và tay vịn bằng gỗ căm xe ấy, nguyên một cái khu vực luôn, rất là tuyệt vời.
rất là tuyệt vời cho gia đình mình nha cô chú anh chị nha. Đó. Và ở đây thì gia đình mình có được một cái nơi để nghỉ ngơi, tịnh dưỡng, và là nơi để mà mình có thể là ở thì là quá tuyệt vời luôn. Rồi, đây là phòng ngủ thứ nhất, và tất cả hệ thống phòng ngủ, điều đặc biệt của căn nhà này là tất cả hệ thống phòng ngủ đều có ban công, đều có nhà vệ sinh bên trong phòng ngủ luôn, quá tuyệt vời luôn. Rồi, đây là hệ thống dây chờ máy lạnh nè. Rồi, hệ thống đèn ngủ nè, cô chú anh chị, ban công bên ngoài luôn cho gia đình mình. Và view đằng sau là biệt thự, view đằng sau là không xây dựng nhà nha, view kênh rất là đẹp luôn. Đó thì cô chú anh chị thấy mình được hai mặt tiền và bên hông là một cái công viên, thì đó cô chú anh chị thấy quá là ok luôn. Đằng sau đây là ranh, đó mức ranh của mình, nên là nhà mình là chỉ có một mình thôi, rất là rộng rãi. Và ở đây thì cô chú anh chị được hai mặt tiền quá là đẹp luôn. Rồi đây là nhà vệ sinh tích hợp với vợ phòng tắm luôn, bồn cầu liền khói, bồn lavabo, vòi sen, vòi xịt, vòi phun mưa, vòi tội mây. Đó, và tất cả cửa đây là cửa lộ nhất hết cho gia đình mình, nên là quá ok luôn. Đó. Rồi thì đây là không gian của phòng ngủ thứ hai, có bồn tắm luôn. Đó. Ở đây gọi là khu vực là vừa ở 5 sao, vừa có thể tắm tiên nữa. Đó, tắm tiên ở đây, tắm tiên là quá tuyệt vời luôn cô chú anh chị nha. Đó, với hệ thống ba cửa sổ, hay ba cửa sổ. Cửa sổ thứ nhất, cửa sổ thứ hai, cửa sổ thứ ba, và tất cả đèn cửa có hết, đèn trần, dây chờ máy lạnh, đèn ngủ đầy đủ luôn cho gia đình mình nha. Rồi đây là khu vực tắm tiên cho gia đình mình. Đó, rất là tuyệt vời, nguyên một cái phòng tắm riêng biệt luôn. Và nếu mà mình ngại thì mình có thể là dán đề canh mờ. Đó, rất là đẹp luôn, bồn lavabo, vòi sen, vòi xịt, vòi phun mưa. Đó, và có chế độ năng lượng mặt trời là nóng lạnh, có máy nóng lạnh đầy đủ luôn. Rồi mời cả gia đình mình cùng lên trên lầu 2 nha cô chú chị nha. Lên trên lầu 2 rất là thoải mái luôn cho gia đình mình. Thì lầu 2 cũng có hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh và hai ban công. Đó, rất là tiện cho gia đình mình, và tất cả đều có ban công hết riêng biệt, nên cô chú anh chị mình rất là thích nha, rất là thoải mái. Và khu vực đây thì có một cái phòng chờ. Đây là phòng ngủ thứ ba, thì có hệ thống dây chờ máy lạnh, đèn ngủ, đèn trần, đèn led và rèm cửa tặng hết cho gia đình mình luôn. Đây là ban công nhà mình. Ban công sau nhà mình là được xây dựng độc lập riêng biệt, đó có hai mặt tiền. Đây là có vườn địa đàng, đó rất là đẹp luôn cho gia đình mình nha. Tất cả gạch bên tâm đều ốp là gạch phân mây loại nhất, nên rất là sang và rất là đẹp luôn. Rồi ở đây là nhà vệ sinh tích hợp với phòng tắm, 100% là ốp gạch lên tới trần luôn, nên rất là sang cho gia đình mình. Đó. Rồi đây là phòng ngủ thứ tư. Phòng ngủ thứ tư này vừa thoải mái, tặng luôn cái hoa giấy ba màu, rất là thoải mái luôn. Rồi thì ở đây là không gian mỗi một phòng như vậy là 30m², rất là rộng luôn cho gia đình mình. Đó, thì đây là ban công nhà mình nha, hướng tây nên là cô chú anh chị mình nhưng mà mình đổ thật nên rất là mát. Đó, đầy đủ luôn, vừa đẹp vừa sang. Cô chú anh chị nhìn tổng quan nhà ở đây được xây dựng rất là nhiều rồi, rất là đông đúc luôn, và tặng cho cô chú anh chị vào dịp Tết rồi, tặng cho một cái hoa giấy 7 màu rất là tuyệt vời gia đình mình. Đó, dây chờ máy lạnh, đèn ngủ, đèn trần đầy đủ hết 100%, giá chỉ có hơn 4 tỷ thôi. Và cô chú anh chị thấy là một cái căn nhà vừa đẹp vừa sang như vậy thì quá là tuyệt vời rồi. Rồi nhà vệ sinh bên trong phòng ngủ luôn, đầy đủ hết cho gia đình mình. Đó, cô chú anh chị nha, vừa đẹp vừa sang vừa hợp lý thì là quá tuyệt vời rồi. Mời cả gia đình mình cùng lên trên lầu 1, lầu 3 của căn nhà hay cô chú anh chị nha. Ở thì trên cầu thang thì lúc nào Tâm cũng trên nóc là Tâm hệ sử dụng là giếng trời, để cho gia đình mình có được một cái không gian, một cái lưu thông sinh khí rất là tốt. Và đây là lầu 3 của nhà mình nha, có một cái phòng vui chơi hay rất là tuyệt vời, có một cái phòng vui chơi cho gia đình mình. Đó, thì đây là một cái không gian sân thượng sau
Ai, sân thượng rất là rộng rãi luôn. Phòng đây là cô chú anh chị mình cũng có thể ngồi chơi, đó, nhậu nhẹt cũng rất là tuyệt vời. Phòng nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng mà rất là hợp lý cho gia đình mình, đó, vừa nhỏ vừa xinh. Và phòng này mình có thể là nơi để phòng thờ, đó, phòng thờ ở đây thì quá là ok. Rồi, khu vực đây là có một cái phòng đằng sau để cho mình nơi để những bạn bè, người thân mình đến lưu trú hoặc là đi chơi nhậu nhẹt ở đây xỉn quá quên lối về, thì ở đây có một cái phòng nhỏ để dành cho họ có thể là nghỉ ngơi qua đêm. Ở đây là phần sân thượng sau, cô chú anh chị thấy sân thượng sau rất rất là thoải mái luôn, từ cổng vào bên trong nhà chỉ có 100m thì quá là tuyệt vời luôn. Đấy, cô chú anh chị thấy một cái không gian cực kỳ là đẹp, cực kỳ là tuyệt vời. Và lên trên sân thượng trên thì cô chú anh chị mình thấy có là một cái sân thượng trên nữa, rất là thoải mái luôn, rất là đẹp. Rồi thì Tâm xin nhắc lại thông tin của căn nhà này. Căn nhà này nằm trên trục đường Đinh Đức Thiện, từ chợ Bình Chánh vào bên trong nhà chỉ có 2 km thôi. Và đặc biệt căn nhà này nằm trong khu đô thị mới 5 sao Eco City, một khu sinh thái thiên nhiên ban tặng. Vì sao gọi là thiên nhiên ban tặng? Vì là có 30% mật độ xây dựng và 70% là mật độ cây xanh. Đó, nên là rất rất là tuyệt vời. Và độ phủ của những căn nhà đây rất là đẹp. Đường xá thì tất cả đều là đường nhựa và được quy hoạch theo kiểu bài bản. Tất cả đường đều không có miếng rác theo kiểu Singapore Phú Mỹ Hưng 2. Đó, nên rất rất là tuyệt vời. Và căn nhà này á, là nằm trong khu đường Đại Lộ, Đại Lộ Nam Phương. Đó, lúc đầu Tâm hơi vui với là cô chú anh chị là Đại Lộ Võ Văn Kiệt, nhưng cũng rất là rộng nha. Với 4 đường đó thì đến 40m đường Đại Lộ Nam Phương, nên rất rất là rộng luôn. Và đây là cung đường chính đó cho gia đình mình, từ cổng vào bên trong nhà chỉ có 100m thôi, rất là gần luôn. Thì căn nhà này với một cái diện tích là ngang 4, dài 22, với hai mặt tiền và mặt bên hông là mặt công viên, nên căn nhà này là tới góc 3 mặt tiền. Cô chú anh chị mình về ở cực kỳ là tuyệt vời luôn. Hướng nhà là hướng Tây, thuộc về Tây Tứ Trạch, dành đến cho gia đình mình. Với công năng sử dụng là một vỉa hè 6m, phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, 5 nhà vệ sinh. Và tất cả đều có là ban công, phòng ngủ đều có ban công nè, đều có nhà vệ sinh, phòng tắm luôn. Và có một cái phòng thờ, một cái hai sân thượng trước sau, rất là thoải mái. Và có một cái khoảng sân sau để mình trồng cây, trồng rau sạch ở trong nhà thì rất là tuyệt vời. Công năng sử dụng quá là hợp lý luôn. Và kết cấu là 1/3 lầu thì cô chú anh chị thấy rất là tuyệt vời luôn. Và giá của căn nhà này full nội thất từ A tới Z trong nhà, cô chú anh chị đã thấy trong phần trước Tâm đã giới thiệu cho gia đình mình, với tổng mức giá là 4.850 tỷ thôi. Còn thương lượng rất là tốt vào dịp cuối năm, ngân hàng cho vay 2 tỷ đến 3 tỷ. Cô chú anh chị mình chỉ cần khoảng hơn 1.8 tỷ thôi là cô chú anh chị đã có được một căn nhà vừa đẹp, vừa xinh, vừa hợp lý. Và cũng là một nơi để cô chú anh chị mình nghỉ ngơi, tịnh dưỡng, vì có một cái khoảng công viên kế bên nhà mình đó. Và hai mặt tiền trước sau thì cô chú anh chị thấy rất rất là thoáng luôn. Và điều đặc biệt của căn nhà này, tất cả phòng ngủ đều có ban công, đều có nhà vệ sinh khép kín bên trong phòng ngủ, nên là rất là tuyệt vời. Và hướng nhà hướng Tây đó cô chú anh chị nha. Và là nhà trên Đại Lộ thì cô chú anh chị mình ở những cái căn nhà mà trong Đại Lộ thì quá tuyệt vời luôn. Đại Lộ nha, đường xá thì thông thoáng cô chú anh chị, với những cái tiện ích như là sân banh, sân tennis, sân golf và sân bóng chuyền. Và điều đặc biệt nữa là trung tâm thương mại đầy đủ hết trong khu nội khu. Còn bên ngoài thì cô chú anh chị có chợ, trường học, bệnh viện, trạm y tế, thuê đồng, điện máy xanh, bách hóa xanh. Và khu vực đây cô chú anh chị mình cho thuê văn phòng thì quá là hợp lý luôn. Có bao nhiêu căn là bán hết và có bao nhiêu căn là cho thuê hết nha cô chú anh chị nha. Đó, thì ở đây thì là một nơi đáng sống, một nơi sinh thái rất là tuyệt vời. Với giá chỉ có 4.850 tỷ, còn thương lượng rất là tốt. Chính chủ bên Tâm xây dựng trực tiếp, có bản vẽ thiết kế thi công, nghiệm thu công trình cho gia đình mình hết, từ A tới Z, từ Ấn đến Á luôn. Cho gia đình mình yên tâm về có một căn nhà để làm của cho tương lai, cho con cháu chích của mình sau này đó. Và căn nhà này cô chú anh chị mình
thổ cư 100%, giá chỉ bằng 1/10 so với những khu trung tâm thành phố thì quá là tuyệt vời. Cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Nếu mua nhà bên Tâm thì yên tâm về giấy tờ pháp lý thủ tục cũng như là thuế má thủ tục, không cần phải đóng bất kỳ một cái khoản nào hết. Cảm ơn gia đình rất là nhiều. Chúc cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe. Hãy chọn cho mình một căn nhà vừa ý nhất vào dịp cuối năm thì Tâm sẽ có rất là nhiều mức giá từ vài trăm triệu, 1 tỷ mấy, 2 tỷ mấy, 3 tỷ mấy, 4 tỷ mấy, 5 tỷ mấy dành đến cho cô chú anh chị tất cả các vị trí để gia đình mình có được một căn nhà yên ổn, thoải mái nhất để về an cư lập nghiệp nha cô chú anh chị nha. Cảm ơn rất là nhiều. Đăng ký like, share, comment kênh Tâm nha. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.